Thế 1m15 đúng không anh? Rồi ship bên trong kia là bao nhiêu anh? Rồi, ok. Anh nói chiều cao của em từ đây không? Từ đây xuống dưới đất bao nhiêu? 1m8. 1m8. 1m82. Ờ anh đo em từ đây sang đây. Bao nhiêu? Đến đây được. 1m84 anh. Hả? 84, 1m84 à? Đây này cái nòng này. Nòng đây là 1m55. 1m55. Cái nâng cao này thôi nha. Cái điểm cao, cao này. Đấy. Được bay luôn đi. Bao nhiêu? Đấy, 75. Biết ngồi này bao nhiêu? Cứ quay luôn đi. 37. 37. Rồi từ đây xuống đất là bao nhiêu? 2m. 2m. Ok anh.